biết được cái thuyết âm mưu, lý do vì sao Dũng Lò Vôi lại không cản vợ mình. Anh có biết lý do vì sao không? Thì rất là nhiều người đã nói rằng là ông Dũng Lò Vôi coi như là cố đưa vợ mình vào trong trại giam lần thứ hai đấy. Ui giời. Ừ. Vợ chồng xuất kỳ vậy. Thì coi như là ông biết rồi, vợ chồng vợ đi vắng thì có phải là sướng không? Đúng không? Vợ đi vắng rồi sướng, bây giờ là bà cứ về là bắt tôi cứ mở loại chim bắt tôi tổ chức rồi cứ bá tấn. Sao? Bá tấn. Sao ơi, bao nhiêu lần bà làm tổ chức talk show mà ông này ông khè không thèm nói gì để cho bà lận ngôn. Nói bậy nữa bà. Thì càng đi càng sớm càng tốt chứ sao? Tôi ơi, đằng nào cho một xíu. Cho nào cho một chủ tịch. Thế bây giờ bà về thì phải chia cho bà chức phó chủ tịch chứ giờ sao? Vậy là ông này ông cố tình đấy. Bao nhiêu chắc giấy tờ các thứ bà này bà ôm hết từ khả năng cao là không biết như thế nào đây này. Đúng rồi, anh đây anh ở tại khu vực coi như là trồng dừa tại Đại Nam này, anh nó biết hết mà. Đấy, sáng nay còn gặp bà Phương Hằng cơ mà. Sáng nay gặp bà Phương Hằng coi như là ra bà còn tỏ vẻ như bình an mà, bình ổn mà. Không biết không? Mà cái tình tiết bất lợi cho quà cô Hằng rất là nhiều nha cả nhà. Bà Phương Hằng đang gặp hết là nhiều cái tình tiết bất lợi. Rằng là bây giờ là cô Phương Hằng dám nói trong trại giam An Phước gì mà cái gì mà đóng 100 ngàn đó, đóng 100 ngàn mà bây giờ là không đưa 100 ngàn, dám tố là chạy các cái chạy giam mà không đưa 100 ngàn cho các phạm tù nhân mà lại đi mua xà bông 50 ngàn đó. Cũng phần có nói cái câu đó ông cũng không biết ông nghe không, ông có nghe không? Không, mà em nghe các anh nói là cái vụ mà ông Huỳnh Uy Dũng tố vậy em cũng có linh cảm vậy, tại vì các anh biết điều gì không? Sao tại vì trước cái sự việc ngày xưa bà Phương Hằng ngồi đi tù á. Bà có một đứa con trai tên là Huỳnh Anh Tuấn mà cũng là người nhà với nhau, mà tại sao lại phải đi tố ông Dũng là về giết nói đừng có giơ tay giơ chân luôn đủ ai cả. Huỳnh Anh Tuấn mà cũng là người nhà với nhau mà tại sao lại phải đi tố ông Dũng là về viết đơn ông kêu là ông Dũng cái gì chiếm đoạt tài sản mà ông không đồng ý lúc là ông Dũng ông ấy làm cái đơn để cho bà Hằng bị thần kinh đấy. Xong rồi ông Huỳnh Anh Tuấn là con trai ruột bà Hằng, con trai riêng của bà Hằng ấy, ông không đồng ý cái điều đó, xong rồi ông viết đơn ông tố ngược lại ông Dũng, tố cáo cái gì của ông Dũng đó. Thì ông nghĩ là nếu mà người trong nhà mà còn đi tố cáo ngược với nhau thì chắc là tôi nghĩ cũng có nhiều khả năng. Người ta có tiền tỷ ngàn tỷ thì người ta phải ém cái thuê báo chí đầu ém lại hết chứ, thế là mình lộn xộn được, người ta ngàn tỷ mà bây giờ lộ ra hết là toang ngày sau, phải không? Đúng không anh em? Đúng rồi. Thì bây giờ là anh sáng nay anh gặp cô Phượng Hằng, cô đã xuất hiện. Nhưng mà lần nào cũng vậy, lần trước cô live stream cô cũng tới từ tầm thứ 5, thứ 6 bắt đầu cô cũng xuất hiện để demo cho một cái chủ nhật này là cô sẽ quyết tất tay. Liệu rằng cô sẽ quyết tất tay với lại Sư Minh Tuệ hay không? Liệu rằng cô sẽ bụp luôn cả coi như là nhưng mà đang thắc mắc ở nhau, tại sao cô Phượng Hằng lại không nhắc tới ông Trần Quang? Tại sao không thích ông cô Phương Hằng này không nhắc đến ông thích cúng dường với lại ông lùn lùn đấy? Tại trước sao? Đây là hai người này gặp nhau hoài rồi. Vậy hả? Gặp nhau rồi đi chương trình giao lưu văn nghệ này. Đấy. Vậy là hồi xưa anh thấy cô Phương Hằng với Dũng Lò Vôi là đang chụp hình với ông lùn lùn hả? Đúng rồi. Ôi giời. Thế là phải đồng bọn này không? Sáng nay là đợi cái bà Việt Tân tới này. Bà đợi sáng giờ không thấy bà Việt Tân tới. Cô Phương Hằng nói là đợi sáng giờ mà không thấy Việt Tân tới hả? Tìm, cô Phương Hằng nói đi tìm bà đấy. Bà diễn ghê. Tìm gì? Cô Phương Hằng biết chỗ ở mà. Mà tại sao lại bà cô Phương Hằng nói là truy tìm ta? Giả bộ có nói vậy thôi để người không biết. Nhiều khi đang giấu tôi không biết nhà bà. Nhiều cô Phương Hằng người biết rõ bà đang ở đâu mà. Trời ơi. Ý là cô anh nói là cô Hằng, Phương Hằng muốn tạo thêm sinh động cái câu chuyện. Dẫn dắt đấy. Đầu cô sạn không à? Đầu cô sạn mà tại sao cô bị nhiều người dẫn dắt cho cô thuộc vào tò thế anh? Thì vạ miệng thôi. Nhưng mà sao cô cứ em có đẹp không có gì là sao? Thì tôi chẳng biết nữa. Sáng nay cứ tưởng là rút kinh nghiệm rồi. Sáng nay ra gặp khán giả cứ lại kêu hôm nay em đẹp không có gì. Thì cái vấn đề đấy cô có đẹp đâu kệ cô đi. Bây giờ như quan trọng nè. Bây giờ là anh này anh hết là rất sao anh cứ chặt chừa anh cứ rất nước mắt anh khóc không này, chắc là cay cú cô Phương Hằng lắm, chắc không trả lương. Ví dụ thôi đừng khóc nữa mà, đừng khóc nữa. Ủa rồi nhưng mà tôi đang thắc mắc bây giờ có vấn đề tôi đặt ra đây sao ông không trả lời, đó là tại sao mình nhắc tới không nhận ông cô Phương Hằng, không nhắc tới ông Đức Thích Vinh Quang, thế là ông thích ông lùn lùn đấy.
Tại sao? Thì ông nói theo ông là đồng phe đúng không? Khả năng cao là đồng phe. Cái ông này ông Trinh Quang là đồng phe với bà Hằng. Đồng phe hả? Đó, ông xúi giục bà này kêu rằng là đi nói thầy đi. Để cái bà Hằng cũng nói thầy theo là bị ghét lây luôn. Vậy hả? Rồi bây giờ là cái một số cái thông tin bây giờ chưa có xác thực. Ừ. Đó. Một số thằng mà nó Photoshop là luật chi nã cái bà Việt Tân kia. Trong khi là các trang báo uy tín người ta chưa đưa tin mà ai lấy cái nguồn thông tin đâu mà là truy nã cái người bà Việt Tân kia. Đấy. Bây giờ đội người ta làm việc chính xác đưa kết quả được, cả nhà hãy cẩn thận chọn lọc thông tin nhé. Đó. Nếu mà bây giờ mà cô Phương Hằng mà dám đụng tới những cái fan mà cô Sàm Tăng với lại cúng dường này kia đó, chắc chắn luôn thì cô sẽ ủng hộ được người dân ủng hộ 100% rồi. Nhưng mà quan trọng là bây giờ như có vẻ như cô nói với tí Sàm Tăng Ma Tăng á thì hiểu như không áp phê, không được báo chí đưa tin hay sao á. Chắc là kiểu cảm giác như là đưa tin với Sàm Tăng Ma Tăng này là dư thừa, nên là cô chơi thẳng tay với lại Minh Tuệ luôn. Quốc không chịu phất nào. Anh ơi, anh đừng bức xúc lên ơi, anh từ từ thôi, cái người ấy đấy. Ủa nhưng mà anh có thắc mắc là bên đằng sau của cô có một hội đồng chuyên gia hay lắm anh ơi. Giống kiểu các YouTuber Hồng Râu hả? Với cả Gia Cát Phong ấy. Mấy thằng đấy bưng bô rồi, không nói gì bưng bô rồi. Anh này anh bức xúc lắm, bây giờ anh gặp nó anh lấy con xem đấy luôn á. Ôi trời, anh tính làm gì cơ? Tôi anh này anh đang hết sức bức xúc này, bây giờ là cứ chọc chọc vô sư Minh Tuệ của anh ta này, anh đi giao hàng đi giặt dừa, bây giờ anh bức xúc rồi nhỉ. Anh đang từng là một coi như là một người chân tu mà tại sao anh sáng nãy anh vừa khóc. Chia sẻ mọi người là nãy anh vừa khóc. Sao khóc vậy? Tại vì anh là một cái fan chân tu nhá. Chân tu mà bị đụng chạm này kia, sao thằng nó đăng nhập vậy? Sao? Có chuyện gì? Thì nói chung là một người coi như là đã coi như là một cái nồi cơm điện ai xin sư Minh Tuệ còn cho mà. À. Một nồi cơm điện bây giờ ai xin đều cho hết. Mà coi như là đâu nồi cơm điện nó phải là dễ tìm đâu. Đấy mà sư Minh Tuệ còn cho thì cũng sư còn màng cái gì nữa. Mỗi lần mà đi về đi tợ đi đâu gặp ai á thì cũng đều giúp đỡ. Và coi như là sư Minh Tuệ cũng đâu có vi phạm cái gì đâu. Tức là đi tu là nhiều người lớn nó kêu là sư Minh Tuệ đi như là bất thiếu với cha, bất thiếu với mẹ. Rồi họ ta đã làm xong hết cái hạnh của người ta rồi, xong hết cái đạo rồi. Đó. Người ta nói rằng là bây giờ là nghĩa cũng đã tròn, hiếu cũng đã xong. Bây giờ kêu người ta bất trung bất nghĩa là sao? Đi tu là phải coi như là phải từ bỏ gia đình. Đi tu là cũng chào cha mẹ báo hiếu rồi, cũng tặng bao nhiêu mảnh vải cho cha mẹ rồi, cũng tặng miếng đất rồi. Đi thực hiện nghĩa vụ cũng đã xong, trò vẹn đất nước trung hiếu nghĩa rồi. Thế mà sao sư Minh Tuệ coi như là trung là sao ạ? Trung là trung với đảng, trung với nhà nước. Hiếu là sao? Hiếu là đã tròn với cha mẹ, tròn chữ hiếu rồi. Nghĩa là sao? Nghĩa coi như là nghĩa với lại anh em bạn bè đồng đội. Chứ là thiếu không lấy vợ thôi đấy. Như vậy mà sao tròn... là sân si nhỉ? Sư Minh Tuệ bây giờ là sẽ thực sự là bạch không. Không một ai có thể là như là có thể là quay xe với sư Minh Tuệ được. Có làm sai cái gì đâu. Đó. Mà sao một cái người mà đức cao trọng vọng, tiền bạc thì phủ phê, coi như là lấp chứa đầy cả mấy cái sân vận động, mà tại sao cô Phương Hằng này nói một cái người chân tu như vậy. Rồi có khác gì nói một cái người nghèo đâu. Nói fan của thầy, đây thầy không có fan, thầy chỉ người yêu quý thôi. Chia sẻ mọi người, chia sẻ cho anh em mọi người. Thầy là người đi tu. Thầy không có đụng chạm tới ai cả. Mà nếu mà thầy có cái vấn đề của Việt Tân gì hay đó thì đấy là cái việc của cái tội kia chứ thầy liên quan gì. Thầy đi theo sao nghe nói trước thời trước đây của thầy nhiều người nói là thầy đã làm tham gia cái vụ gì của tổ chức nào á, không biết phải không? Phải, nhưng mà thầy lúc đó là thầy biết sao không? Thầy cảm giác như là nó không phù hợp với mình không nữa. Mình xong thầy nhận ra thầy bỏ mà. Thầy nhận ra là những cái không có muốn vô mấy cái tổ chức này á. Tại vì đi tu trong chùa mà bây giờ chúng nó cứ bày ra cái tổ chức này tổ chức kia, sư Minh Tuệ không muốn cái điều đó nữa. Nó cảm thấy rằng là tu trong chùa là không có đúng đạo, bây giờ chọn cách coi như là tu hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà đấy, mọi người coi và mọi người biết là hạnh đầu đà là những gì rồi đúng không ạ? Đấy. Mà tại sao các cô Phương Hằng lại không chọc vô những cái đứa Sàm Tăng Ma Tăng thật, mà tại sao cứ chọc vô thầy của tôi? Sao cô lại không chọc những cái đứa mà học chưa hết bằng cấp 3 nữa mà lên mạng nói nhảm? Mà bây giờ toàn đi ngửa tay ra xin cúng tiền, Phật tử cúng tiền cho mà sống. Trong khi thầy là người có bằng cấp đầy đủ, thực hiện nghĩa vụ,
rồi làm việc gọi là có chức có quyền, lương cao chót vót đó, mà bây giờ là cái thằng Sàm Tăng kia nó nói sàn thầy là cái thằng ba trợn đấy. Cả nhà thấy thì sao? Tôi thấy nhà rằng là bây giờ là anh chặt dừa này anh cũng mà từ bỏ chặt dừa tại Đại Nam rồi, anh cũng rất là buồn, anh đấy, đặt buồn cô Phương Hằng nhiều lắm. Nhưng mà anh nói vậy nhỡ cô Phương Hằng cho người ra bắt anh sao? Bây giờ anh đang xin nghỉ việc mà anh xin nghỉ việc có anh chặt chết đi anh ơi. Anh khóc ấy, buồn á. Nói chung là đây, anh này là hồi xưa là cũng fan cứng, cực kỳ là cứng khừ của cô Phương Hằng luôn. Nhưng mà về sau này là cô thấy rằng là những cái phát ngôn của cái idol, phát ngôn của nguồn cô anh này nào hồi xưa cũng kêu bà Phương Hằng là mẹ đấy. Ô, xưa kêu là Phương Hằng là mẹ cũng định mẹ nuôi hả? Anh này hồi xưa cũng định hot này dữ lắm, nhưng mà bây giờ là anh thấy là cô Phương Hằng không thể nào mà anh đang sát ngộ rồi, bây giờ anh ta sát ngộ rồi. Anh ta là như là nhìn vô sư Minh Tuệ, nói chung là sống phải có trước có sau. Không thể nào mà mình quăng 10 tỷ, 20 tỷ giống như quăng cho hó được. Đúng không? Không thể nào quăng tiền mà như là cắt cho không, vừa cho không mà cắt cho. Nhưng mà anh nghĩ là cô Hằng có thuê diễn viên không? Thuê diễn viên à? Thuê diễn viên cái này hả? Thì để cơ quan chứ công an họ điều tra thế nào đó. Bây giờ chỉ bắt được cái bà này lòi ra hết thôi. Nhưng quan trọng là có bắt được không thôi. Bây giờ báo chí cũng đang chờ cái tin này, báo chí cũng đang chờ cái tin này để mà đưa tin đấy. Không có biết không? Để xem ngày mai là cô có xuất hiện nữa hay không. Coi ông Dũng là ông có cản lại hay không. Ông Dũng mà không cản là chứng tỏ rằng là đang đẩy vợ mình đi xa rồi. Để mà ở nhà đi, chán vợ mình lắm rồi, ở nhà cứ nói với va với vẫn điếc hết cả tai. Chắc ông đang muốn đẩy vợ đi này. Đang ở nhà đang làm chủ bá tánh các kiểu rồi. Bây giờ là mình đang làm chủ, bây giờ tiến vợ mình về làm cái gì cho nó mệt ra. Suốt ngày bắt tổ chức live stream, suốt ngày bắt tổ chức bắt ra nói này nói kia, vẫn đối với vào vẫn bị chúng ta bị ném đá, đúng không? Ông Vũ lò vôi chắc nghĩ vậy đấy, tôi nghĩ vậy đấy. Ông không nhận không? Cả nhà thấy Vũ lò vôi có giống vậy không? Cả nhà. Mà tại sao ông Vũ lò vôi mắt cứ nói chuyện bằng mắt cứ láo lìa ấy nhỉ? Bà tánh hả? Ừ. Rồi tại sao cô Phương Hằng cũng nói chuyện dạo này cứ thấy mắt láo lìa không? Cô không biết tại sao? Rồi mấy cái bài nhạc thì cô sáng tác hay là người khác sáng tác? Cô cứ nói rằng là cô sáng tác là thế nào? Thì bị bọn kiện đấy, cái bài gì đứa con tội lỗi đấy là một sáng tác của một tử tù hồi xưa đấy. Không, nhưng mà sáng tác của danh ca Chế Linh. Lấy cái beat đấy để sáng tác lên. Còn cái lời là tôi nghe là đó, tôi nghe là có một người hồi xưa hồi ấy mà bây giờ dám nhận vơ là của mình đấy. Dám nhận vơ là của mình xong bây giờ là bị kiện đấy đấy, bây giờ đánh bản quyền đấy đó. Sao bà quát hát vậy, bà hát có hay gì đâu mà bà thấy trơm phuất 3-4 bài lính lác quá, thích khen bà thì bà tưởng thật, bà tưởng thật hát hay thì người ta đã làm ca sĩ rồi, đây có được làm ca sĩ đâu. Bà cứ nghĩ mình là idol. Tôi nghĩ mình là idol, nó hát dở hát nghe dở mà ngon thì người ta đều khen đều vỗ tay. Đấy còn sống thì miệng thì như cái phát thanh ấy nói điếc hết cả tai. Bây giờ sáng nay còn xuất hiện ra em đẹp không có gì nữa. Hỏng hết cả người rồi. Đúng mà sao cô cứ nói là vì nước vì dân, ta cậu cũng thấy sao? Bà cũng là dân mà. Có phải bà quan chức gì đâu? Có phải là tứ trụ triều đình đâu? Mà bà dám kêu là phải tứ trụ triều đình đâu mà dám kêu vì nước vì dân? Có phải là hoàng hậu hoàng thượng đâu mà nói vì nước vì dân? Tứ trụ triều đình mới được nói là vì nước vì dân thôi. Tôi anh đừng nóng cái chân cái chân. Anh hơi bức xúc đấy. Bà lấy cái dân nghĩa gì mà bà nói tôi vì nước vì dân đây? Bà có một mấy triệu đô. 1.000 tỷ rồi bà cho có 10.000. 10.000 khác thì 10 tỷ đâu. Hả? Không, cái số tiền thì bà cho là đúng rồi. Thì bây giờ bắt buộc phải cho. Đúng không? Bây giờ tôi có 1.000 tỷ tôi cũng phải cho mẹ 10 tỷ, 20 tỷ. Người Grab này có 1 triệu cho 10.000 thì có thâm thắt gì đâu. Thì cũng như nhau. Nhiều tiền vậy không cho 10 tỷ, 20 tỷ thì ném đá rồi. Đúng không? Bây giờ không? Có tiền chẳng lẽ cứ bỏ tiền ra muốn làm gì làm rồi loạn hết cả lên. Đúng rồi. Đó ông hỏi cái đây, đây. Sao cô phải nói gì? Ấy, bà đang mỉa mai cái bà Việt Tân ấy mà sao cộng đồng mạng ở trên bảo là cái bà Việt Tân là đồng bọn của bà ấy? Tôi không biết nữa. Giờ biết là sao á? Bây giờ cô cái này có chơi mấy cái kiểu như là nói lành rồi đây. Khịa này ta. Mà khịa cô phải đối diện sự thật chứ sao cô cứ như là cãi cùn này là chết rồi. Toang rồi. Bây giờ sao? Quải hết cả mồm này. Vãi bịa thiệt chứ.
gói cáo rồng cả nhà. Sợ anh này, anh đừng khóc nữa, để có gì Cúc Anh Hằng anh không giúp được thì anh tôi sẽ giúp cho anh, đừng khóc nữa. Bây giờ chặt, hồi xưa là bây giờ cũng cho trồng dừa, đi thu hoạch dừa, bây giờ không cho nữa thì anh đừng khóc nữa mà. Cái này cũng ở Bình Dương cả nhà, thì bọn em cũng là gần gần khu vực Bình Phước đấy, tụi em không đậu xa đâu. Bình Phước suốt ngày em chạy lên Bình Đại Nam thôi, ai gặp muốn tiệm em thì xuống Bình Phước gặp em thôi. Bây giờ công nhận dừa Đại Nam nhiều trái nhờ ông ơi. Dạ. Nhưng mà hồi trước là cũng có mấy thằng nó lên nó bẻ hết rồi. Ừ. Bà Hằng bà cay nói rằng là không cho miễn phí nữa. Thật á? Cho chúng mày miễn phí, chúng mày vật thích dừa của bà. Ừ, cái này chắc cũng tin đồn thôi, tôi cũng không biết thật không, nhưng mà kệ bỏ qua đi. Bây giờ quan trọng là tại sao có thằng lại dám trong cái dám nói rằng là cái vấn đề bao nhiêu cái cục xà phòng 50.000 với lại 100.000. Ừ. Cái vấn đề là cái gì mà lễ 28 tháng 3 hay là 20 tháng 10 gì đó. Có thằng nói là đáng lý các bạn các tù nhân nữ thì được mỗi người được 100.000 đấy. Rồi cuối cùng là không tặng 100.000 mà lại tố chạy giam rằng là tặng có mỗi cục xà bông 50.000. Đấy, cái này vấn đề rất là nhạy cảm nha, mà cô Phương Hằng dám nói trên cái livestream trước hàng triệu, hàng vạn người. Cô Phương Hằng coi như là khác gì coi như là gián tiếp coi như là tố chạy giam đâu. Ừ. Trời đất ơi, bây giờ là cái vấn đề nó hơi nhạy cảm nha. Có chuyện đó. Ừ. Ôi giời, cái này cô hơi liều rồi, cô này cô. Rồi mọi người chia sẻ, mọi người chả chia sẻ gì hết. Làm thế. Chả bấm like, mọi người biết chơi YouTube không? Mọi người có biết chơi YouTube không? Bấm like vào. Có dinh không? Bấm like để mình bình luận vào, bấm phím 1, phím 2, phím 3, phím 4 vào. Tim một tay nào cả nhà. Có tim một tay nào. Cho YouTube, cho Facebook là phải biết bấm like, bấm thả tim cho người. Cho anh này tạo nội dung chứ. Tỉ tim đi. Mọi người càng tương tác nhiều chúng em nói càng sung, mọi người không tương tác gì hết còn em chán. Dinh dinh đi cả nhà. Ừ. Mọi người tương tác khỏe khỏe, em còn tới Đại Nam em quay bay fly cao cho mọi người xem chứ. Ủng hộ anh bán dừa một tim một like thế nào. Ừ. Thấy buồn quá rồi. Thôi đừng buồn nữa, lát em cho 500 nhá. Có gì về coi như đừng buồn nữa. Ý là mình thất nghiệp rồi thì mình làm nghề khác nhá. Mà có nhận là cái anh này cũng chặt dừa cũng chuyên nghiệp nhỉ, sao có trái dừa to mà nó chặt ra trái tí vậy nhỉ? Thằng đéo thấy dừa trông rất là đẹp. Ừ. Nhỉ. Ừ. Cái này có vẻ nhàn nhạ nhàn hạ nhỉ, cái này nó bây giờ chắc mà công nhận là bây giờ làm sao mọi người biết tại sao không? Cô Phương Hằng tại sao cứ xúc nhảy thằng cân này cân kia bưng bô, bây giờ là cứ lên nó cãi cùn là sao? Đặc biệt là cái ông lùn lùn á, bây giờ mà cô Phương Hằng mà lên nói cái ông sư lùn lùn đấy là đúng bài đấy, bây giờ mà cô Phương Hằng mà lên mà nói cái ông này ông cái gì Quang ấy, hôm Quang là kẻ như là thất bại rồi, Quang là kẻ như là closer rồi cả nhà, bỏ qua ông Quang đi. Bây giờ là mình nói về vấn đề cái như là cái vấn đề đó chính là làm sao ạ? Tập trung vào vấn đề, cô Phương Hằng phải xin lỗi khán giả, xin lỗi những người yêu thương, đó. Xin lỗi những người đồng bào miền Bắc. Tại vì sao? Của cho không bằng cắt cho có 10 tỷ, 20 tỷ mà như là giọng mẹ thiên mẹ thiên giọng mẹ thiên hạ, mẹ của thiên hạ. Bỏ tay rồi, không thể nào chấp nhận được rồi. Báo chí sẽ phải đưa tin, mà tại sao báo chí không đưa tin? Tại vì sao? Ô. Bây giờ vẫn còn nhiều người ủng hộ bà lắm, nhưng bà vẫn còn dân mặt. Bây giờ không có ai ủng hộ nữa thì bà mới in được. Thật á? Ừ, thấy nhiều người còn bưng bô bà đi lắm. Bây giờ mọi người thấy cuộc nói chuyện của bọn em có hay không? Nếu mà hay thì bấm like thả tim nhá. Mọi người chia sẻ mạnh tay với hội nhóm và cô Phương Hằng. Mà cuối tuần này mà ít người coi hay là không ai ủng hộ nữa thì chắc chắn. Nhưng mà tôi thấy như cái live stream lần rồi là như chỉ có toàn là nhân viên, không có khách nào vô đâu. Không công nhận đâu. Mà có nhiều cô chú quý khán giả bảo là dù bà ấy có làm 10 việc tốt hay là làm bà cho 1.000 tỷ, 2.000 tỷ đi chăng nữa mà bà ấy nói xấu thầy thì cũng bị phản à. Ai cũng về phe thầy hết à. Nói chung là ai mà mở miệng ra với sư Minh Tuệ, ai mà nói nói thế này thế này, Minh Tuệ là cũng nghiệp quật, hôm nay thì ngày mai nghiệp quật trong vòng 1-2-3 ngày thôi. Thầy là Phật sống à? Một người coi như là mình không biết Phật sống hay không, nhưng mình không nắm chắc, đó là để người dân cảm nhận. Nhưng mà bây giờ nè, ông nào kêu là hàng ba trợn đó cũng có nhiều nghiệp ngay trong vòng chưa đầy một tuần là bắt đầu trổ nghiệp liền. Dám kêu sư Minh Tuệ là người thằng ba trợn. Ừ. Mẫu cũng mà ông nhìn sư Minh Tuệ có hàng phải hàng ba trận không? Sao mà được, thầy đi tu chân chính ấy, sao đây được? Mà mặt gương mặt nữa là hiền lành phúc hậu mà tại sao là kêu hàng ba trận? Chúng mày tao nói. Thằng Quang ấy.
Nhưng mà cậu ơi, bây giờ là cậu cứ chặt dừa hoài là sao? Cậu phải tìm... Thôi đừng buồn nữa, ngày hôm nay là ngày thứ 6 rồi hả? Ngày thứ 6 à? Hôm nay cái live stream này bọn em là ngày thứ 6. Ngày bao nhiêu? Ngày 24, 25 gì đó. Mọi người ạ. Thì chờ, chúng ta sẽ chờ xem mà. Cái live stream sắp tới đây, không biết là cô có được phép vào live stream nữa hay không? Thì nghi là không được phép quá. Thì phát ngôn cứ thế này là sao mà được phép được cả nhà? Đúng không? Đấy, nên chúng ta phải cần xem xét lại. Chúng ta xem phát là mình đã nhận coi như là người đó là idol có đúng hay không. Ring đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào anh bán dừa nhá. Ring đi. Anh bán dừa hãy cho em một cái anh chào mọi người đi, anh chào mọi người đi nào. Anh bán dừa chặt hai quả dừa to bằng nhau, sao hai cái xó này khác nhau vậy? Và to còn bé. Đâu đâu đâu. Ring. Anh này anh chắc cũng ấy rồi. Anh cũng ring ring rồi đó. Kỳ lạ, độc lạ lắm. Anh này hình như là bị cô Phương Hằng khóa mõm hay sao ấy nhỉ? Anh cũng bị ngơ ngơ sao? Không phải, anh hình như cứ nhắc đến cô Hằng là anh mà anh ấy sợ, anh không dám. Anh kiểu sướt sướt. Trong đấy nó bị cái vấn đề gì xảy ra rồi. À, vậy hả? Bị chèn ép.